Hello, em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Nơi em đứng đây là thuộc hồ Tân Hiên, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ở đây có một chiếc kêu rất là thanh bình nha mọi người. Ở phía xa đó là cầu đất Xuân Trường đó. Xung quanh là đồi thông rất là đẹp ha. Không biết mọi người cảm nhận như thế nào. Nhưng với riêng em á, Lâm Đồng đẹp nhất khi vào mùa mưa như thế này đây. Không khí luôn mát mẻ. Xung quanh đồi thông á thì thường có sương. Như cái mảnh đất ngày hôm nay em giới thiệu mọi người giáp nước luôn nè. Mùa mưa mà mình ngồi bên nhà, ngắm mưa rơi, uống cà phê thì tuyệt vời quá đúng không mọi người? Lô đất ngày hôm nay giới thiệu mọi người có tổng diện tích là 1.070m², nằm trong khu dân cư hiện hữu, đường ô tô tận nơi, cách tuyến chính ngoài kia chỉ có 20m thôi nhé mọi người. Đất thuộc Đơn Dương, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 34km, cách sân bay Liên Khương khoảng 28km nha mọi người. Đứng đây mình có thể thấy cánh quạt cầu đất Xuân Trường luôn nha. Lô đất này không chỉ độc mà còn hiếm nữa nha mọi người. Nguyên một khu vực này em tìm khoảng 2 năm nay á, thì hôm nay mới có một lô giáp nước và đặc biệt là có thể lên thổ cư được luôn nha. Những cái khu khác á, thì thường giáp nước sẽ là đất nông nghiệp thôi. Riêng lô này chuyển mục đích được luôn. Từ đầu đường đi vào phần lớn là các anh chị đã mua để nghỉ dưỡng, chủ yếu là người Sài Gòn, Bình Dương với Đà Lạt. Lô đất này đã có sổ hồng riêng, ngang là 22,5m từ bên này. Có cột mốc của địa chính rồi nha mọi người. Kéo qua cái cột bê tông phía bên kia. 22,5m. Dài cho 53m nha mọi người. Phía sau là giáp hồ Tân Hiên. Đó, tới cái cây cột này đây. Địa hình đất thì từ mặt đường chính đi vào khoảng 30m sẽ là một góc khoảng 8 độ xuống mặt hồ. Và cái đất này đã cách mặt hồ khoảng 4m rồi cho nên không bị ngập. Này cam kết với anh chị luôn, nước cỡ nào cũng không ngập được tới đất nha. Đó, xung quanh đồi thông rất là đẹp ha. Cái quả đồi đang khai thác đất bên trái á, là thuộc khai thác đất của nhà nước. Sau này sẽ múc bằng luôn nha mọi người. Múc bằng luôn là cảnh quan nó đẹp hơn nữa nha. Cái mặt tiền chính của đất á, là quay về hướng Tây. Riêng cái mặt quay về phía hồ á, là hướng Đông. Buổi sáng mình nhìn thấy hồ, thấy mặt trời thì quá đẹp đúng không mọi người. Đây, từ cái ranh cuối đất xuống hồ còn khá là xa nha anh chị. Hôm giờ mới mưa có vài cây cho nên nước nó chưa dâng. Khoảng tầm một tháng sau nước cao lên sẽ đẹp hơn nha mọi người. Bên kia có mấy anh mò cua bắt ốc. Đang đầu mùa mưa, nước từ trên cao đổ xuống mang theo bùn đất nên màu nước còn hơi tối nè. Mặt tiền của lô đất này cũng tương đối rộng, 22,5m. Nếu anh chị ở không hết có thể tách đôi, tách ba ra cũng được nha mọi người. Hiện tại giá bán của lô này là 2 tỷ, có 100m² thổ cư cho anh chị. Còn nếu mà tài chính anh chị thấp hơn thì ở trên mặt đường bê tông ngoài kia, hướng đông quay về phía mặt hồ, có một số lô giao dịch giá từ 800 cho tới 1,2 tỷ, ngang 10, dài trên 30m. Cô chú anh chị quan tâm đến khu vực Hồ Tân Hiên, đất nghỉ dưỡng view đẹp như thế này, có thể liên lạc em theo số điện thoại trong video để em dẫn đi xem đất, cảm nhận cảnh quan, con người, khí hậu nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên like và subscribe kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.